À, xin chào các bạn. Mãi đến hôm nay mình mới mở ra cái này, mình mới biết chứ mình cũng chưa biết chức năng của nó nữa. Thì bữa nay á, là mình mở ra cái YouTube của mình đó các bạn. Thì mình thấy á, có các anh em á, mà thương tình rồi ủng hộ rồi đủ thứ chưa ha, mến mộ, mời cà phê thầy quá trời luôn. Bây giờ mình nói nè, đầu tiên là anh Trương Thanh nè, mời mình là 249k này ha. Đó, xin cảm ơn của anh Trương Thanh nha. Xin cảm ơn anh đã ở một kênh để phát triển kênh, và tôi tin rằng anh sẽ học được rất là nhiều bài học ở trong cái kênh của tự học nghề lập nghiệp nha anh ha. Rồi bạn Thanh Nguyễn nè, bạn Thanh Nguyễn tặng 20 đô, 20 đồng ha, đồng cái này Việt Nam á là đồng nha các bạn, còn đô để chữ US ha. Rồi Tấn Tuân Ha Anh nè, 3347 nè ha. Rồi Thanh Nguyễn nè, Thanh Nguyễn 20 đồng nè, 20 ngàn nha các bạn, 20 ngàn từ Việt Nam nha. Rồi cái bạn này là Linh Đỗ, Linh Đỗ này hình như ở ở Úc này nha các bạn ha, ao là 14,99 đô. Rồi cảm ơn bạn Úc nha. Rồi bạn này là tên nước ngoài mà không biết luôn, bạn này tên nước ngoài chắc ở Mỹ nên nó tặng đô này nha, Evira Carwell. Xin chào các bạn ha, thì rất vui được gặp bạn nha, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Ôi bạn còn ủng hộ 5 đô nữa nè các bạn, 5 đô nữa nè, ngoài 2 đô này ra còn 5 đô nữa các bạn, nó chuyển màu xanh luôn ha. Rồi bạn này, ôi bạn này 5 đô, bạn bạn này có vẻ là thích cái kênh này rất là nhiều ha, học được nhiều bài học ở đây nên bạn này á mời cà phê thể thầy ha, thank you ha, là 5 đô. Hồi nãy giờ bạn cũng nhiều đấy hả. Rồi đây 15 đô nè, Quang Nguyễn ha, Quang Nguyễn tặng cho mình 15 đô. Rồi cảm ơn Quang Nguyễn nha, rất là chân thành. Bạn có muốn hỏi cái gì thì cứ bạn cứ hỏi qua Zalo thì mình sẽ trả lời, dành ưu tiên dành thời gian cho các bạn hội viên nha, dành cho các bạn mà mời cà phê mình thì mình sẽ một ngày có 24 giờ các bạn, mình phải dành ưu tiên cho những người yêu quý kênh và những người thật sự cần đến thầy mò nhé. Rồi Cường Lê nè, đó Cường Lê này ha, 1,9 đô này ha, này US là USA nha các bạn, USD chứ lộn, USD là 20 đồng nè. Hoài Lan Trần nè, 4,649 nè, cảm ơn bạn nha. Rồi Cường Lê nè, rồi Cường Lê 1,4 nè. Rồi đây là 49 đồng, là 49 ngàn đó các bạn. Đó NT Click ha, bạn này cũng là hội viên nha các bạn ha. Bạn này cũng là cái hội viên. Rồi cái này cái để cái ổ khóa là cái gì đây không biết. Public 25. Cái này là cái ổ khóa không biết. Rồi Vũ Tuân Phạm 6254 ha. Rồi chúc mừng bạn, chúc bạn năm mới bình an nha. Chúc các bạn nhiều. Rồi anh Việt Hà nè, 78778 nè. Anh Việt Hà. Ồ anh này rất là quý ha, anh tặng mình 200 ngàn cà phê luôn các bạn. 200 ngàn này mình uống chắc cũng cỡ 10 ngày đến 15 ngày cũng chưa hết đâu các bạn ha. Cảm ơn anh ha, chúc gia đình anh bình yên nha, bình an. Rồi anh Việt Hà nữa, ôi anh này cũng tặng nữa nè, 20 ngàn ly cà phê luôn. John Hoa Hoa nè, 546 nè. Rồi cái bạn này á, là cũng tặng cho thầy 49 ngàn luôn. Rồi cảm ơn John Hoa nha, chúc John Hoa một người rất là hiền các bạn, nói chuyện rất là hiền, nhỏ nhẹ lắm. Cái anh này cũng đã xuống với mình chơi rồi ha. Rồi có gì các bạn ủng hộ những cái kênh của những cái bạn hồi nãy giờ các bạn đó, mình cũng muốn tri ân các bạn đã có những cái thời gian để bình luận cho mình ha. Rồi bữa đó em về tới nhà rồi, Long Du Hen nè, em là dẫn tin ha, tới bây giờ mình mới. Rồi ồ Thanh Nguyễn nè, Thanh Nguyễn MD. Ồ cái bạn này cảm ơn bạn này nha, bạn này coi như là bạn tặng cho mình là 49,9 USD các bạn, 49,9 USD ha, là cũng nhiều quá đó các bạn. Cảm ơn bạn nha, bạn tặng gì nhiều quá, nhiều quá mình cũng ngại lắm nha các bạn. Bạn này thì mình cũng giúp đỡ cho bạn này sửa máy đồ này kia đó, bạn này ở bên Mỹ nha các bạn, mình được gọi video call mình cũng đã giúp cho bạn này cũng vài ngày, nên bạn này khá là khoái cái kênh này ha, khoái khoái khoái, nên bạn tặng tới 49 đô luôn. Rồi bạn Queen White White Cloud 888 này các bạn, tặng 20 đô. Rồi Khanh Quốc Nguyễn Quốc 574, 20 ngàn nha, và còn rất là nhiều các bạn nha. Video này cũng không thể nào nói hết được cái tấm lòng của các bạn dành cho cái kênh của thầy Mò. Bây giờ thì thôi xin kết thúc video, và mình sẽ một ngày nào đó mình sẽ làm một cái video tổng thể để cho các bạn, giúp các bạn được giải quyết được một số vấn đề ở trục trặc ở gia đình. Và mình cũng xin thông báo với các bạn là nếu bạn nào mà đam mê học điện tử thì cứ coi kênh,
coi cái kênh á, sẽ một thời gian sau thì các bạn có thể biết được nhiều. Khi các bạn mà muốn hỏi thầy mò ở một cái vấn đề kỹ thuật á, mà thầy á thì đi làm này kia nọ, công trình rồi này kia không có nghe được các bạn, thì các bạn hãy vào cái member á, có nghĩa là cái hội viên đó các bạn đăng ký, thì các bạn nhắn tin đó là mình sẽ thấy các bạn liền. Trong cái hàng ngàn tin nhắn gửi tới một ngày như vậy á, thì mình sẽ không lọc lựa được, thì mình sẽ, trên YouTube nó sẽ cho mình một cái gọi là một cái quyền để nhìn xem những người yêu mến mình mời cà phê mình. Thì các bạn sẽ được nhìn thấy sớm hơn và trả lời câu hỏi với thầy sớm hơn. Còn các bạn mà muốn học trực tiếp của thầy Mò thì các bạn bấm Zalo thì mình sẽ hướng dẫn. Ví dụ như nhà của các bạn hư tivi hay là muốn xử lý một cái vấn đề về kỹ thuật trục trặc từ cao cấp cho tới bình dân, hay là đơn giản cho tới phức tạp, thì các bạn xử lý công trình như thế nào đó mà chưa được và chưa có thỏa đáng, thì các bạn gọi điện thoại cho mình ha. Và các bạn mình sẽ ưu tiên cho các bạn ha, tại vì cái số tài khoản thì mình cũng để ở trên cái ở trên cái kênh nha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ dạy các bạn ha, thì cái giới thiệu kênh đó các bạn nhìn thấy nè. Thì các bạn ở tiếng Việt á, này mình đang ở bên Mỹ thì mình sẽ thấy những cái thông tin bằng tiếng Mỹ à, còn các bạn ở tiếng Việt thì các bạn sẽ thấy thông tin bằng tiếng Việt. Và đây là cái trang web mua hàng ha, các bạn có thể ủng hộ thêm mọi bằng cách vào đó ha. Rồi các bạn sẽ đi sẽ thấy nè, các bạn thấy nè. Đâu rồi à, một cái phần giới thiệu đâu ta, cái phần giới thiệu ở đây mình không thấy cái phần giới thiệu các bạn à. Bây giờ mình sẽ vào trong đây nè các bạn, mình sẽ vào trong đây, hay là mình mở mở cái này lên ha, mình mở cái này đi. Mình sẽ mở một cái YouTube bất kỳ mà bằng tiếng Việt đi ha. Rồi các bạn bấm vô nè, tự học nghề lập nghiệp nha các bạn ha. Inventor 1978 nha. Rồi các bạn gõ vào đây thì các bạn sẽ thấy cái kênh mình hiện ra ha. Rồi các bạn bấm vào trong cái hình tên lửa nè, đó là cái biểu tượng của kênh đó các bạn. Rồi các bạn thấy nè, video cộng đồng. Đây cộng đồng là những ngày mà mình muốn thấy được mình có những thông tin gì đó các bạn, mình sẽ post ra trên đây nè. Làm ăn gì đó, trời ơi tùm lum chân ha. Rồi bây giờ muốn giới thiệu thì bây giờ cái giới thiệu đây là cái giới thiệu, là các bạn thấy bấm giới thiệu nè, đó đây là chia sẻ những phương pháp sửa chữa như thế đó. Thì đây là những cái giới thiệu mà có đầy đủ nha, mình sẽ có đầy đủ số tài khoản ở trên đây hết. Các bạn có thể là mời mình cà phê, hoặc là các bạn muốn học lâu dài như thế nào đó thì tùy các bạn ha, tùy cái lượng sức của các bạn có thể tham gia để cộng tác với thầy Mò để cho các bạn có nhiều nghề hơn. Còn các bạn mà có những cái bạn mà chủ cửa hàng doanh nghiệp rồi kia nọ đó, thì các bạn có muốn mà hỏi những cái thắc mắc về những cái kỹ thuật mà các bạn chưa có rành đó, chưa có xử lý những kỹ thuật đó, thì các bạn có thể liên hệ với mình số điện thoại ở trong cái phần giới thiệu ha. Rồi thì mình sẽ chào các bạn nha, hẹn các bạn lại video sau. Rồi mình sẽ nói tiếp, còn các bạn có thắc mắc gì thì các bạn bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Rồi, bye bye.